Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vừa công bố báo cáo nhân quyền thường niên 2023, trong đó có một số nội dung về Việt Nam. Mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng báo cáo này vẫn đưa ra một số nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác, sai sự thật về tình hình thực tế ở Việt Nam. Quan điểm, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó xác định con người vừa là trung tâm, mục tiêu, vừa là động lực của sự nghiệp phát triển đất nước. Nhà nước Việt Nam khẳng định con người là trung tâm của các chính sách kinh tế xã hội, thúc đẩy và bảo vệ quyền con người là nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững, bảo đảm thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước. Mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đều nhằm phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tất cả vì con người và cho con người. Từng là nạn nhân, bị vi phạm lớn nhất quyền con người bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, hơn ai hết nhà nước và nhân dân Việt Nam hiểu rõ rằng quyền con người vừa mang tính phổ biến, thể hiện khát vọng chung của nhân loại, được ghi trong Hiến chương của Liên Hợp Quốc, vừa có tính đặc thù đối với từng xã hội và cộng đồng. Đảng và Nhà nước Việt Nam cho rằng, trong một thế giới ngày càng đa dạng, khi tiếp cận và xử lý vấn đề quyền con người cần khách quan, kết hợp hài hòa các chuẩn mực, nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế với những điều kiện đặc thù về lịch sử, chính trị, kinh tế xã hội, các giá trị văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán của mỗi quốc gia và khu vực. Không một nước nào có quyền áp đặt mô hình chính trị, kinh tế, văn hóa của nước mình cho một quốc gia khác. Việt Nam cho rằng, cần tiếp cận một cách toàn diện tất cả các quyền con người về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa trong một tổng thể hài hòa, không được xem nhẹ bất cứ quyền nào. Đồng thời, các quyền và tự do của mỗi cá nhân chỉ có thể được bảo đảm và phát huy trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích chung của dân tộc và cộng đồng. Quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ, trách nhiệm đối với xã hội. Việc chỉ ưu tiên hoặc tuyệt đối hóa các quyền dân sự, chính trị và một số quyền tự do cá nhân, không quan tâm thích đáng đến quyền phát triển, các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa của cả cộng đồng là cách đề cập phiến diện, không phản ánh đầy đủ bức tranh toàn cảnh về quyền con người. Thế nhưng với cái nhìn định kiến, thái độ không mang tính xây dựng, trong các báo cáo trước đây và báo cáo năm 2023, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vẫn đưa ra những nhận định chủ quan, phiến diện dựa trên những thông tin chưa không xác, thậm chí hoàn toàn sai sự thật về tình hình thực tế ở Việt Nam. Thực chất báo cáo nhân quyền 2023 chỉ là bổn cũ soạn lại chứ không có gì mới và trong bối cảnh hiện nay nó đang trở nên lạc lõng và xa rời thực tế. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam đã hai nhiệm kỳ trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Những nỗ lực và đóng góp Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc là không thể phủ nhận. Đó là minh chứng rõ ràng nhất để phản bác những cáo buộc mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra trong bản báo cáo.